Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Toàn cảnh đám cưới của Đình Chí Thanh Ngân là một trong những sự kiện khủng nhất Vbiz vào năm 2019. Để chuẩn bị cho ngày trọng đại, cặp đôi đã dồn nhiều tâm huyết công sức vào từng chi tiết nhỏ. Họ đã thuê một resort 5 sao ở Phú Quốc và 1.000 nhân sự chuẩn bị cảnh quan, phòng ốc, vận chuyển. Bãi biển rộng đến 8 000 m vuông cũng được đình trí thanh ngân bao trọn gói để đám cưới được diễn ra một cách riêng tư và lãng mạn nhất. Không gian tổ chức tiệc cưới ngoài trời của thành. Ngân đình trí, chưa dừng lại ở đó, Thanh Ngân đình chí còn tinh tế đến độ lựa chọn đúng khung 17h30 chiều thời điểm hoàng hôn buông đẹp nhất ở Đào Ngọc để hôn lễ được diễn ra thật lãng mạn, lung linh trong không gian bãi biển rộng lớn. Cặp đôi chia làm ba khu vực chính gồm lễ đường, tiệc tối và after party. Ngoài ra, họ còn đảm bảo an ninh suốt 48 giờ đồng hồ cho toàn resort để hôn lễ cử hành xuân sẻ nhất. Được biết. Đám cưới này đã ngốn của Thanh Ngân Đình trí khoản chi phí lên đến 10 tỷ đồng. Khoảnh khắc xúc động trong đám cưới Thanh Ngân Đình trí. Có khoảnh khắc mây trời xếp thành hình trái tim như chứng giám cho tình yêu của cặp đôi. Tôi và Ngân hát rất hợp với nhau. Hai người cũng có nhiều sản phẩm được khán giả thích nên họ đồn vậy thôi. Tới va Ngân chỉ là bạn bè tri kỷ. Hao đứa rất thân, nhưng 5 năm, năm rồi mới kết hợp lại do quan điểm nghệ thuật khác nhau thanh ngân là một nghệ sĩ solo còn tôi là nghệ sĩ và một nhà sản xuất nên cả hai quyết định tạm thời ngưng hợp tác nhưng lâu lâu chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường cho tới thời điểm cuối năm ngoái cả hai mới quyết định tái hợp tôi cảm thấy chuyện ăn bánh trả tiền là điều bình thường tôi sống bên úc nên suy nghĩ thoáng và không đặt nặng vấn đề đó tôi nghĩ khi mình còn độc thân thì chuyện đó là bình thường khi nào mình có người yêu mà làm chuyện đó thì mới cảm thấy tội lỗi nếu tôi chưa có người yêu thì cũng được không sao tuy nhiên bây giờ chắc tôi sẽ thay đổi hơn nhiều mình lớn hơn mình phải tiết chế hơn mẹ tôi không biết về vấn đề này tôi chưa bao giờ nói chuyện với mẹ về việc đó tôi nghĩ thế hệ của ba mẹ khác mình cho nên sẽ không hợp Mẹ là người hiểu và tôn trọng con cái nên các vấn đề về tình cảm mẹ sẽ để cho ba anh em chúng tôi tự giải quyết, không can thiệp vào. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.